Kiếm Tuệ là trưởng môn kiếm tông phái và là cha của Phá Quân. Còn nhớ năm xưa Vô Danh muốn học công phu Vạn Kiếm Quy Tông, lão đã ra yêu cầu rằng ông phải đánh bại được con trai của mình. Vì muốn thắng cu nắm được thiên hạ đệ nhất kiếm của bổn môn, nên Kiếm Tuệ đề nghị Vô Danh cùng Phá Quân đánh nhau trong động băng để y chiếm được lợi thế. Tuy nhiên rốt cuộc Vô Danh mạnh hơn, đánh bại và định giết chết cả để trả thù cho Thần Phong sư huynh. Thế nhưng lão vì tình cha con mà dùng Hồi Thiên Băng Quyết để ngăn cản sự việc này. Phá Quân là nhân vật phản diện, xuất hiện ngay sau khi Kiếm Thần bị Bộ Kinh Vân tặng cho cả Dỗ Hành. Cái tên của lão cũng giống như chòm sao cùng tên, rất hung hăng và ngang ngược, nhưng lại có sức mạnh phi thường. Nhớ năm xưa khi chiến đấu với Vô Danh rồi thất bại, lão tự thấy sức mạnh của tiểu đệ của mình quá khủng, nên chỉ mấy đêm mà tóc đã bạc trắng. Biết vậy nên đành phải sang Đông Doanh nhờ cậy Tuyệt Vô Thần, nhằm ôm mộng tái chiến Vô Danh và đoạt lấy Vạn Kiếm Quy Tông. Phá Quân nổi tiếng với công phu hình hung cang khí, bất cứ ai bị trúng đòn sẽ thịt nát xương tan. Chính Ôn Nô thủ hạ của Bộ Kinh Vân là một ví dụ. Lão uy lực khôn cùng, từng dùng Tham Lang Thiên Nhẫn để hạ gục Hỏa Kỳ Lân, sử dụng Ulti Sát Phá Lang đánh bại Bất Hư Hòa Thượng. Đây là tuyệt học Phá Quân đã phải dùng gấu yêu nhan danh để đổi lấy. Về sau biết tự lượng sức mình, lão lợi dụng Phong Vân và Vô Danh để đối địch với Tuyệt Vô Thần. Đúng là một thanh niên cực kỳ hung hăng nhưng vẫn có đầu óc. Chư Hoàng là một nhân vật cực kỳ đáng yêu trong bộ truyện. Lão xuất hiện với thân hình béo mập và rất dễ mến. Chư Hoàng trong giang hồ có danh xưng là Đệ Tam. Trên lão có Đệ Nhị Đao Hoàng và Đệ Nhất Tà Hoàng. Khi Nhiếp Phong bị Tuyệt Tâm đánh bại, Chư Hoàng đã ra tay tương trợ, sau đó còn truyền thụ Sáng Đao cho anh. Môn công phu này rất đơn giản, chỉ có 3 kiểu: chém ngang, chém dọc và chém chéo. Đao Hoàng là cha của Đệ Nhị Mộng, lão nổi tiếng với tuyệt học Đoạn Tình Thất Tuyệt. Đao Hoàng tính nóng như lửa, vừa thấy Nhiếp Phong và con cái cầm tay nhau đã nổi giận lôi đình, bật ngay ulti lao vào chiến. Thuở xưa Đao Hoàng vì mãi luyện võ để tranh thiên hạ đệ nhất với Tà Hoàng mà vợ lão chán nản bỏ đi. Đao Hoàng tức giận một trưởng giết chết người vợ cùng chung chăn gối với mình. Lão sau khi thua đại kình địch của mình đã tự phong đao 10 năm. Sau khi công phu đại thành, Đao Hoàng tiếp tục khiêu chiến đối thủ. Lão vì xông tới tấn công Tà Hoàng mà lỡ tay giết chết Tiểu Đồng. Đao Hoàng cảm thấy hối hận liền tự mình chặt đứt một cánh tay. Quả thực là hảo hán dám làm dám chịu. Kiếm Hoàng là sư đệ của Kiếm Tôn và là sư thúc của Kiếm Tuệ. Lão thủa xưa vì khao khát Vạn Kiếm Quy Tông mà bất chấp giới luật lẻn vào xem trộm. Việc này bị Kiếm Tôn phát hiện, ông bắt sư đệ của mình chịu phạt suốt đời trong động băng. Trừ khi xuất hiện nhân vật mạnh nhất có thể kế thừa được Vạn Kiếm Quy Tông, Kiếm Hoàng vì không thể phế bỏ võ công của mình, nên dựa vào tuyệt học này mà sáng tạo ra Vạn Kiếm Quy Nhất. Sau khi trao trả bí kíp này cho Phá Quân, Kiếm Hoàng như chút bỏ được gánh nặng. Về sau tay cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, lão giúp Phong Vân cầm chân được Tuyệt Vô Thần, nhưng do đối phương quá mạnh, Kiếm Hoàng bị chết dưới sát quyền của boss siêu khủng này. Hùng Bá là bang chủ Thiên Hạ Hội, lão năm xưa trấn nhiếp quần anh nhờ vào Thiên Hạ Tam Tuyệt. Về sau Hùng Bá truyền lại cho Tần Sương, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong mỗi người một món. Còn nhớ vào 4 năm trước lão và Ni Bồ Tát đã gặp nhau trên đỉnh Thiên Sơn. Ni Bồ Tát đã từng nói với Hùng Bá hai câu về tiền vận của lão: Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ Phong Vân tiện hóa long. Lời của thầy bói này quả thực chính xác. Nhờ có Phong Vân mà Hùng Bá đã nắm được toàn bộ thiên hạ, giữ vị trí độc tôn trong võ lâm. Tuy nhiên 4 năm sau gặp lại, Ni Bồ Tát lại tiếp tục phán thêm hai câu: Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội tiện thủy du. Ý của nó chính là thành cũng Phong Vân mà bại cũng Phong Vân. Hùng Bá quyết tâm nghịch chuyển ý trời bằng cách tận diệt hai thanh niên manh động này. Đầu tiên lão cai Khổng Tử để chia rẽ tình cảm của ba huynh đệ. Sự việc đại thành khi Tần Sương, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đều rời khỏi Thiên Hạ Hội. Tuy nhiên đời không như là mơ, Phong Vân về sau võ công đại tiến, cả hai cùng nhau liên thủ tạo thành Ma Kha Vô Lượng để đả bại tam phân quy nguyên khí của lão. Hùng Bá thua té đái phải tháo chạy, may nhờ Thiên Kiếm Vô Danh cứu mạng rồi tự phế hết võ công và cùng con gái quy ẩn giang hồ. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Bộ Kinh Vân tìm đến nơi ở của hai cha con lão. Đang định ra tay thì U Nhược che chắn cho Hùng Bá. Cùng lúc ấy Kiếm Thần đánh lén khiến U Nhược mất mạng. Lão đau đớn khôn xiết rồi lao vào Tham Lang kiếm trên tay Bộ Kinh Vân để tự tận. Đúng là cuộc đời Hùng Bá giống như hai câu của Ni Bồ Tát: thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân.
Tuyệt Vô Thần vốn là một lãnh chúa Đông Doanh sang Trung Thổ nhằm xâm chiếm cõi Thần Châu. Lão mang tới đây rất nhiều cao thủ lợi hại, đặc biệt là Tuyệt Tâm con trai của mình và Phá Quân, thư huynh của Vô Danh. Nếu như Hùng Bá từng dễ dàng đánh bại Phong Vân, nhưng vẫn rất e dè Thiên Kiếm thì Tuyệt Vô Thần lại khác. Lão không chỉ dùng Bất Diệt Kim Thân để đả bại Phong Vân, mà còn hạ gục luôn cả thần thoại võ lâm Vô Danh, người dụng kiếm giỏi nhất thiên hạ. Tuy rằng chiến thắng có phần hơi khiên cưỡng, Tuyệt Vô Thần có tuyệt kỹ sát quyền cực kỳ bá đạo, lão dùng nó để áp đảo cả quân Hùng. Tuy nhiên sau khi bị Nhiếp Phong dùng ma đao đánh bại, Tuyệt Vô Thần phải lui về Đông Doanh dưỡng thương. Cũng từ đây mà cuộc đời của lão trở nên tăm tối. Trước bị Nhan Doanh hạ độc, sau thì thằng con cả dùng trưởng đánh vỡ đầu. Chắc điều này có lẽ cả đời Tuyệt Vô Thần cũng chẳng thể nghĩ tới. Tà Hoàng là một trong hai nhân vật mạnh nhất Trung Nguyên cùng với Vô Danh thời kỳ này. Người có cùng đẳng cấp để so tài với Tuyệt Vô Thần. Lão thủa xưa 6 tuổi học võ, 7 tuổi không cần sư phụ. Sử đao còn mạnh hơn đao hoàng, sử kiếm nhanh hơn kiếm hoàng, là người được chư hoàng sùng bái nhất. Tà Hoàng thủa xưa khám phá ra một lộ đao pháp cực khủng, uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không thể khống chế được bản thân mình. Do vậy trong một lần sử gia đã lỡ tay hại chết con trai, lão vì thế mà chán ghét hồng trần, tự mình chặt đứt hai cánh tay rồi cùng tiểu đồng ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc. Khi Nhiếp Phong tới cầu xin, Tà Hoàng đã đồng ý phá lệ một lần, mà đào tái khởi, Phong tự mình áp chế Tuyệt Vô Thần, khiến lãnh chúa Đông Doanh phải chạy trốn như một con cún. Quyền Đạo Thần là nhị sư huynh của Tuyệt Vô Thần, kẻ có võ công còn khủng khiếp hơn cả lãnh chúa Đông Doanh. Nhớ năm xưa sư phụ lão thấy Quyền Đạo Thần thực lực kinh người, sợ không thể kiểm soát nổi nên cùng với tam đồ đệ là Tuyệt Vô Thần dùng mê dược để bắt nhốt và phong bế võ công của lão. Từ đó Quyền Đạo Thần ngày ngày sống ở trong ngục. Lão có một đứa con trai gọi là Quyền Si, tên này loe ngoe bị Nhiếp Phong giết chết. Cũng vì thế mà lão nổi giận lôi đình, xông ra tử chiến với Phong Vân. Lão Mã đã mô tả rằng quyền kình và tốc độ của Quyền Đạo Thần còn hơn cả Tuyệt Vô Thần, cả hai phải song kiếm hợp bích, cùng sự trợ giúp của Vô Danh mới có thể đả bại được. Về sau lão định xông ra tiêu diệt Thiên Hoàng, thì bị Toái Thiên Tuyệt Thủ của ông ta lấy mạng chỉ trong vài chiêu. Thật sự lão Mã làm tôi và khán giả quá bất ngờ. Thiên Hoàng là boss khủng nhất ở phần đầu, một nhân vật được vạn người sùng bái tại Đông Doanh. Lão xuất hiện với một bộ mặt hốc hác, bề ngoài tỏ ra mềm yếu nhưng thực sự thâm tàng bất lộ. Thiên Hoàng thu phục Tuyệt Tâm, hỗ trợ Vô Danh để mượn tay hạ Tuyệt Vô Thần, bên trong dùng cửu chuyển tâm đơn khống chế Nhiếp Phong. Lão nổi tiếng với công phu Toái Thiên Tuyệt Thủ, từng tay không giết chết Quyền Đạo Thần và đón đỡ được tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân dưới sự trợ giúp bởi bốn thành công lực Vô Danh. Tuy nhiên cũng vì theo đuổi sự hoàn hảo mà tuyệt chiêu cuối cùng lại bị Bộ Kinh Vân phá. Tiếp đó thì cắm hoa với Vô Danh cũng chẳng bằng, chỉ trong một ngày mà hai sở học của mình thất bại. Thiên Hoàng quá đau đớn nên đành tự kết liễu mạng sống của chính bản thân mình. Nếu sức mạnh bắt nguồn từ sự phẫn nộ thì hãy để y chém phá thiên địa. Nếu sự sợ hãi bắt nguồn từ trong bóng tối thì hãy để y diệt tuyệt thiên hạ. Đây là hai câu nói về Bộ Kinh Vân, nhân vật được mệnh danh là Bất Khốc Tử Thần. Anh bề ngoài lạnh lùng, trong lòng luôn mang mối thù hận sâu nặng với Hùng Bá. Bộ Kinh Vân trời sinh kỳ tài, lại được lão Mã trọng dụng, vì thế nên được bút siêu khủng. Bản thân sở hữu Kỳ Lân Tý và tuyệt thế hảo kiếm, hai tuyệt phẩm hiếm có trên thế gian. Anh cùng với Phong trước chiến Hùng Bá Tuyệt Vô Thần, sau đánh bại Quyền Đạo Thần, ngộ ra Tam Bá Quyết gồm Tam Bá Kiếm và Tam Bá Trưởng, một mình phá hoàn mỹ tuyệt chiêu của Thiên Hoàng. Lão Mã đã mô tả rằng trong trận chiến cuối cùng với Nhiếp Phong, công lực của Bộ Kinh Vân như được tăng thêm 10 năm, quả thật là kinh hồn. Nhiếp Phong là con trai của Nhiếp Nhân Vương, thuở nhỏ đã thông tuệ hơn người. Chính Hùng Bá đã nói rằng trong ba đồ đệ của mình, lão ái ngại Phong nhất. Sau khi nhận ra âm mưu ác độc của sư phụ, Phong Vân cùng nhau hợp bích đánh bại Hùng Bá. Tuy nhiên bốt này chết, lão Mã lại cho bốt khác lên. Tuyệt Vô Thần xuất hiện với âm mưu xâm chiếm cõi Thần Châu. Phong liền nhờ đến Tà Hoàng trợ giúp để nhập ma nhằm tăng thêm sức mạnh, mà đào tái xuất. Anh đánh bại Tuyệt Vô Thần khiến lão phải về Đông Doanh dưỡng thương. Trong thời gian này công lực của Nhiếp Phong không ngừng tịnh tiến, được Vô Danh truyền cho mỗi người bốn thành công lực. Phong Vân cùng nhau đả bại Quyền Đạo Thần. Về sau Nhiếp Phong càng ngày càng rơi vào ma đạo. Cuối cùng vì cứu sư đệ mà Phong Vân phải tự chiến với nhau,
Trận đánh kinh thiên động địa này kết thúc khi bộ kinh Vân rơi xuống vực sâu và mất tích 12 năm. Vô Danh cùng với Phong Vân là một trong ba nhân vật chính của bộ truyện này. Ông 16 tuổi học kiếm, tự mình sáng tạo ra Mạc Danh kiếm pháp. 22 tuổi bước ra giang hồ đã tề danh với kiếm thánh. Vô Danh xuất kiếm vô tình, gây thủ trục oán khắp nơi, bị ba đại gia tộc cùng 7 đại môn phái vây đánh tại Hoàng Sơn. Tuy nhiên tất cả đều bị ông đánh bại. Uy danh lớn mạnh, kiếm thánh đã tìm đến so tài cao thấp. Trận chiến diễn ra với điều kiện ai thua sẽ phải quy ẩn giang hồ. Kết cục 21 thức thánh linh kiếm pháp đã bại trận. Sau khi gia nhập kiếm tông, Vô Danh đã cùng Phá Quân tỉ thí để tranh đoạt vạn kiếm quy tông. Phá Quân dù chơi bẩn cũng chẳng thể làm gì được. Lão hận quá chút giận lên vào ông khiến Vô Danh đau đớn tột cùng. Cũng từ đó mà quy ẩn giang hồ. Về sau Hùng Bá bại trận, Tuyệt Vô Thần cùng Phá Quân xuất hiện. Ông bị rơi vào bẫy của sư huynh và bị tuyệt tâm phế hết võ công. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tham ngộ được thiên hạ đệ nhất kiếm của bổn môn. Vô Danh quyết đấu Tuyệt Vô Thần, vạn kiếm quy tông khởi chiến bất diệt kim thân. Do trong người còn vài phần công lực nên đã thất bại. Sau đó ông truyền thụ kiếm quyết cho bộ kinh Vân, khiến kiếm thuật của anh như bước lên một tầm cao mới. Cuối cùng, chính Vô Danh đã áp đảo tuyệt kỹ cắm hoa của Thiên Hoàng, khiến bốt khủng nhất trong phần 1 này phải tự vẫn. Kiếm thánh trời sinh là một nhân tài, 20 tuổi đạt cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Một khi nhị thập nhất thức thi triển thì biến hóa khôn lường, không ai có thể tiến gần quá một thước. Thật đáng tiếc trời sinh du sao còn sinh lượng. 21 kiếm của kiếm thánh đã bị bại trước Mạc Danh kiếm pháp của Vô Danh. Ông chính thức quy ẩn giang hồ 20 năm trước khi thức thứ 22 thi triển, với tâm nguyện tái chiến Vô Danh và đánh bại Hùng Bá. Chưa gặp Vô Danh đã gặp kiếm thần, tuyệt tình tuyệt mệnh dù uy lực khôn cùng nhưng đã bị hậu bối phá giải. Đủ thấy kiếm thánh chưa chiến đã thua cuộc. Sau khi gặp đại kình địch của mình, ông cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên trong lòng vẫn có kiếm, dù còn hơi sức tàn nhưng kiếm thánh nhất định phải đánh bại Hùng Bá để vang danh giang hồ. Người ta nói thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Trong giờ phút quy tận, kiếm thánh đã tham ngộ được kiếm chiêu bá đạo không thuộc thời đại này. Thức thứ 23 diệt tuyệt thiên địa, một khi thi triển sẽ tước đoạt mọi quyền lợi sinh tồn. Uy lực của nó chỉ được miêu tả bằng một từ chết. Tuy nhiên trong giờ phút quyết định, thì chân thân của ông lại bị bộ kinh Vân đánh trúng, khiến nguyên thần bị hủy và chết không nhắm mắt. Kiếm thánh mất đi khi hai tâm nguyện cuối cùng đều chưa hoàn thành. Phải chăng tâm sự của cuộc đời ông được thả vào hai câu thơ: lưỡi kiếm anh hùng soi thiên hạ, thần phong một đời hận Vô Danh. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay xin hãy like và follow tôi để được xem nhiều video hay và chất lượng nhất. Xin chào.